Bước sang tuần thứ tư của hành trình, các thành viên trong nhà 08 ngày càng gắn kết, mọi người nâng đỡ gánh nước, tưới hoa cho nhau. Nhiều buổi hiểu thương được tổ chức cả online và offline. Các học viên tích cực cùng nhau hưởng ứng các chiến dịch của hành trình. Tổng kết tuần 3, bà con nhà 08 bước đầu đã thu hoạch được những trái ngọt thơm ngon. Chú mèo Tuệ Tĩnh có 4 thành viên được vinh danh trên bảng tin tham gia góc xanh đọc sách 8 trên 9 thành viên. Hai bài tập được tuyên dương chất lượng tốt. Và cuối tuần này, nhà 08 rất vinh dự là điểm cầu nối tình yêu đọc sách đến các nhà trong xóm 2. Chúng tôi thương mời các thủ lĩnh, chuyên gia và toàn thể bà con làng K8 hành trình kiến tạo văn hóa đọc đến với thóc sâu của xóm 2 với chủ đề Về nghe gió kể. Có được những thành công trên là bởi sự nhiệt huyết của ban phụng sự, của các trưởng nhà và sự nỗ lực cố gắng của mỗi anh chị em trong nhà 08. Từ những buổi học tham gia đầy đủ, những tiếng tinh tinh của tin nhắn gọi nhau, nhắc nhau hoàn thành bài tập trước khi quá giờ. Từ những bài tập được làm trọn vẹn và những giây phút hồi hộp, lo âu chờ đợi quả chín. Mỗi quả chín trên bảng tổng hợp hiện lên là một lần thở phào nhẹ nhõm và rồi cũng vỡ hỏa lên khi bảng nhà mình đỏ hồng những trái chín. Tự hào biết bao, yêu thương biết bao, nhà 08 của chúng tôi sẽ mãi là một tập thể đoàn kết không thể tách rời. Chúng tôi hứa sẽ tương hỗ và đồng hành lẫn nhau để cùng nhau tránh bom về đích. Cuốn sách Nghề thầy của cụ Hoàng Đạo Thúy được viết cách đây 80 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị giáo dục với không chỉ mỗi một người thầy mà với tất cả những người yêu giáo dục nước nhà.